Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin 10 giờ sáng ngày 13 tháng 11 của Đài Truyền hình Việt Nam. Hôm nay ngày 13 tháng 11, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 13 sẽ tiếp tục làm việc với những nội dung quan trọng. Buổi sáng, Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ về dự án luật tín ngưỡng tôn giáo, dự án luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em sửa đổi. Và buổi chiều, các đại biểu sẽ thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và dự án luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sửa đổi. Chiều qua, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tiếp ông Zdravko Pozianset, Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế và Công nghệ Slovenia, đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh quan hệ toàn diện giữa Việt Nam và Slovenia đã không ngừng được phát triển và củng cố. Đặc biệt, kim ngạch thương mại giữa hai nước trong thời gian qua đã tăng trưởng vượt bậc cả về chất và lượng. Phó Thủ tướng cho rằng, với thế mạnh về công nghiệp, thương mại dịch vụ của Slovenia, Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác đầu tư với Slovenia trong các lĩnh vực mà Slovenia có thế mạnh và Việt Nam có tiềm năng hợp tác như dệt may, công nghệ, du lịch. Bộ trưởng Zdravko Pozianset mong muốn Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp Slovenia đầu tư kinh doanh lâu dài và ổn định tại Việt Nam. Người yêu nhạc thành phố Hồ Chí Minh tối qua đã có một đêm thưởng thức guitar tuyệt vời với 6 nghệ sĩ nổi tiếng thế giới biểu diễn tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Các nghệ sĩ guitar đã mang đến cho liên hoan những tiết mục phong phú với nghệ thuật biểu diễn guitar mang tầm vóc quốc tế. Trong đó có nghệ sĩ Jeremy Juve Pháp, quán quân giải Guitar Foundation of America năm 2003 và nữ nghệ sĩ guitar người Pháp gốc Việt Nguyễn Thanh Hằng. Đến với liên hoan, những tài năng guitar trẻ triển vọng cũng có dịp tiếp cận với nhiều trường phái biểu diễn phong cách âm nhạc. Lễ hội Hoa Tam Giác Mạch với chủ đề Cao Nguyên Đá, Ngàn Hoa Khoe Sắc đã chính thức khai mạc. Lễ hội diễn ra đến hết ngày 15 tháng 11 tại 4 huyện là Đồng Văn, Mèo Vạc, Quảng Bạ và Yên Minh. Lễ hội Hoa Tam Giác Mạch lần đầu được tổ chức với quy mô toàn tỉnh. Sau lễ khai mạc sẽ diễn ra các hoạt động như Festival Khèn Mông, trưng bày hoa và các sản phẩm từ Hoa Tam Giác Mạch, đêm hội rượu Hoa Tam Giác Mạch, thi và triển lãm ảnh đẹp về Hoa Tam Giác Mạch. Từ đầu tháng 11 đến nay, đã có hơn 10.000 lượt khách đến với Hà Giang. Vào cuối tuần, thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải, lượng khách sạn không đủ phục vụ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đã xây dựng chiến lược phát triển cây tam giác mạch trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng. Chuyển sang các tin tức quốc tế, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu ngày hôm qua đã tổ chức cuộc họp không chính thức tại Malta để bàn về sự phối hợp giữa EU với Thổ Nhĩ Kỳ, điểm trung chuyển của rất đông người di cư tìm đường tới châu Âu. Phát biểu tại Malta, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cho biết các nhà lãnh đạo 28 nước thành viên EU đã nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh đặc biệt EU-Thổ Nhĩ Kỳ bàn về vấn đề người di cư vào cuối tháng 11 này. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đã đề cập tới đề xuất quỹ tài trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ trị giá 3 tỷ euro như đã hứa. Trong chuyến thăm Vương quốc Anh, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà David Cameron và gặp gỡ với các lãnh đạo doanh nghiệp nước này. Nhiều thỏa thuận trị giá hàng tỷ bảng Anh trong lĩnh vực quốc phòng và năng lượng dự kiến sẽ được hai bên ký kết. Phát biểu tại thủ đô London, Vương quốc Anh, Thủ tướng Modi đã thúc đẩy sáng kiến sản xuất tại Ấn Độ nhằm khuyến khích đầu tư vào thị trường quốc gia này. Trước đó, tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh Cameron, hai nhà lãnh đạo cho biết Anh và Ấn Độ sẽ ký kết các thỏa thuận có tổng trị giá là 9 tỷ bảng Anh. Ít nhất 37 người đã thiệt mạng và hơn 180 người khác bị thương khi xảy ra hai vụ đánh bom liều chết vào tối qua tại Liban. Khu vực xảy ra các vụ đánh bom được coi là thành trì của phong trào Hồi giáo Hezbollah. Nguồn tin an ninh tại địa phương cho biết hai vụ đánh bom xảy ra gần như đồng thời và làm rung chuyển khu dân cư tại phía nam thủ đô của Liban. Các nhân viên y tế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ những người bị thương. Quân đội ngay lập tức thiết lập các chốt kiểm soát tại tất cả lối vào khu vực. Trong khi đó, lực lượng an ninh của Hezbollah cũng được đặt trong tình trạng báo động cao. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin 10 giờ sáng nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.